Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi em lên tiếp cho nha, dòng Casio đi. Bữa giờ anh em hỏi con này quá trời mấy dòng này. Dòng thể thao, bản thể thao, Multiband 6 vừa kim vượng tử. Con này thì mới rồi nha, nhìn cái cọng dây nữa nè. Phay xước nè. Cái này còn phay xước. Số nào ra số đó, nhà nhà thấy là biết là còn mới rồi ha. Bên hồng này. Nói chung hàng si á, chủ yếu có độ mới thôi, độ mới độ cũ đó thôi. Dây khóa nè, dây của nó. Dây xịn, dây zin nó hết nha. Mặt sau đây thì con này vẫn là thông số đó nha, WVAM640, linh kiện phụ kiện của Nhật, lắp ráp nhà máy đặt ở China ha. Bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật. Mặt sau nhìn uy tín ha, dây khóa mặt tròng này kiểu đeo hầm hố thể thao á, chạy bộ nữa, bấm giày thể thao nhiều chức năng rồi nữa ha. Lên tay kim đỏ luôn. Mấy dòng này là pin khỏe nha, để em test giao quang cho. Dòng này giao quang sáng lắm. Đây. Đèn nè. Thì nó còn tiếng Nhật, trước khi đi em chỉnh giờ cho. Nó đang bình thường nè, mức pin nè, xem nhiều múi giờ thế giới nè, báo thức nè, dòng này dòng cao tới 5 báo thức, tức là trong ngày cái nhà cài được 5 báo thức ha, một báo tiếng đúng tiếng 9 cái nè. Này bấm giờ thể thao, giờ đếm ngược, nó quay lại giờ bình thường, chuyển qua đây coi dây nè, chuyển qua đây coi giờ nè, chuyển qua đây ngày thứ nè. Nhiều full chức năng hết à, mấy dòng này bền lắm. Rồi con này thì xe ngang của nó là 42.8 mỏng 11 ly ha, bản thể thao chống thấm mồ hôi nè đó. Siêu nhẹ là nó. Kính đẹp không sức mẻ, dẫn bóp với lông mèo nha. Rồi con này em bán 600 nha, 600k mã V23 ha, 600k mã V23. Con này đẹp á. Pin năng lượng nha. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.